Dương Nguyễn và Thu Hương, chào mừng các bạn đến với chương mục đáp cuối cùng của ngày quay hôm nay, đó là số 531. Các bạn thấy chúng tôi có phi thường không? Hôm nay chúng ta sẽ quay số này là số thứ tư phải không anh? Đúng rồi. Câu hỏi 11863. Em rất thích ăn những món như bột chiên, cá viên chiên hay xúc xích ở ngoài đường. Vậy các món ăn đó có làm mất cơ hoặc ảnh hưởng đến cơ bắp không hay là chỉ gây tăng mỡ thôi? Thôi nghe thấy ghê quá, để Thu Hương trả lời đi bạn. Món ăn này thì sẽ khi bạn ăn vào thì đấy có thể coi như là một bữa ăn rồi. Thì nó tất nhiên là nó sẽ làm cho mình bị tăng calorie lên. Nếu mà mình ăn quá nhiều thành dư thừa thì đa phần là ăn những cái món đó là mỡ rồi. Mà trong cái bữa ăn đó của bạn thì hầu như là protein nó rất là ít, nó không chiếm bao nhiêu cả. Do vậy cái bữa ăn đó nó sẽ chỉ làm cho mình thêm lên mỡ mà thôi. Còn vấn đề cơ thì nó lại phụ thuộc vào cả ngày, chế độ dinh dưỡng cả ngày, đúng không? Rồi nó tóm lại trả lời ngắn gọn vậy, tức là những cái món ăn đó của bạn sẽ không mất cơ đâu, đừng có lo. Nó chỉ bổ sung trans fat cho người bạn thôi. Mà trans fat là gì thì TH là school đã nói rất là rõ rồi. Rất là rõ rồi, rất là nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Đó. Nói chung là một swimmer đích thực là ăn phải xanh sạch đẹp. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Câu hỏi 11864. Em cao 1m62, nặng 45kg, em là người bị bệnh trĩ. Bụng em thì to quá, em có tìm hiểu trên mạng là người bị trĩ không được gập bụng. Em muốn hỏi có bài tập nào làm cho bụng nhỏ lại? Nếu anh lựa chọn máy massage bụng thì chỗ em không có. Thì cardio mà. Cardio, đạp xe. Mà cái vụ mà bị bệnh trĩ không được gập bụng hả ta? Anh thì anh không bị, anh không biết. Nhưng mà nghe nó là lạ, ngộ sao á đó. Thì giờ nếu mà không gập bụng được, tức là không tập bụng được. Mà không tập bụng được, muốn bụng nhỏ thì chỉ có đốt cardio thôi. Câu hỏi 11865. Xin chào anh chị, em xin hỏi là anh chị trong tự nhiên có chất nào gây mất cơ không? Em xin hết. Rượu bạn. Nó rượu, bia, nói chung mấy chất kích thích á, nó sẽ gây mất cơ. Còn những chất mà nó không kích thích mà chất lành mạnh mà cơ thể ưa thích á, thì nó không mất cơ. Đơn giản vậy nha. Câu hỏi 11866. Chào hai anh chị, anh Duy cho em hỏi là trong một video hỏi đáp nào đó có nghe anh tư vấn về việc học đại học 4 năm thì trung bình là 200 triệu, ra làm việc thì lâu lắm mới lấy lại vốn. Em nay nay lớp 12 rồi, chả biết thi vào ngành nào, gia đình cũng hơi khó khăn nên em định học trung cấp hoặc cao đẳng. Một ngành nào đó để rút thời gian cũng như tiền bạc, anh chị có thể tư vấn giùm em những cũng như các bạn khác được không? Cô không hẳn là học trung cấp hay cao đẳng sẽ rút tiền bạc cho bạn. Bạn học đại học mà bạn đi làm tốt thì bạn cũng không lỗ, đúng không? Bây giờ giả sử giờ là 18 tuổi vào đời là phải tự nuôi tự sống rồi hen. Ví dụ bây giờ bạn không có khả năng tự lập á, thì ít ra gia đình gửi cho bạn cũng phân nửa thôi. Cứ đâu đi chứ, tao nuôi mày 18 năm rồi, giờ mày đi ra giang hồ rồi, tao đưa mày 50% thôi chứ giờ mày đòi tháng tao đưa mày 5-6 triệu cho chết tao à, đúng không? Cha mẹ bạn có quyền nghỉ. Nếu mà cha mẹ bạn nghỉ thương bạn mà cha mẹ không nghỉ thì bạn phải nghỉ giùm cho cha mẹ bạn chứ, đúng không? Đàn ông đàn an ra giang hồ rồi phải tự lập chứ sao, bưng bê nhà hàng hay là quét rác gì cũng phải làm chứ. Trời ơi, giờ mình nộp kiếm tiền chân chính là mình chơi hết đó đó. Mà giờ dù như bây giờ giả sử nha, mức sinh hoạt thành phố Hồ Chí Minh giờ ở trọ thì bèo bèo một bọt thì chắc cũng phải 6 triệu một tháng sống được. Ăn học tiền học phí tính luôn rồi đó nha. Tính luôn trung bình bình quân ở trường mình đừng quá mắc á. Thì một năm đó là 6 nhân cho 12 là 72 triệu đúng không? 72 triệu thì giờ cứ đói, nhà đó 3 triệu, bạn đó 3 triệu. Không lẽ giờ đi làm được 3 triệu sao bạn? Đúng không? Bạn chịu khó mà đi dạy học thôi cũng được 3 triệu rồi đó. Anh nghĩ là chắc chắn luôn, đi dạy học thôi được 3 triệu rồi. Còn không thì đi làm BT, tập tạ làm BT. Giờ dù BT em ở nhiệm được, lúc em tập thì cho ngày làm BT ngày 4 tiếng tháng trả em 3 triệu đi. Điêu với chủ liền à, kiếm được 3 triệu dễ ăn không? Quá đơn giản. Giỏi nữa kiếm luôn 6 triệu. Là ba mẹ bạn yêu bạn biết cỡ nào luôn. Bạn giỏi bằng kiếm tháng 6 triệu, bằng cày kiểu gì đó không biết cày. Đừng, nếu mà bạn chịu sợ cực sợ khổ thôi khỏi bàn. Cái đó là bạn không xứng là nam nhi à, trong khi hoàn cảnh gia đình bạn khó khăn chứ không phải là gia đình bạn giàu có. Không, tao nói là gì, hoàn cảnh gia đình khó khăn đó thì gọi là bản lãnh người đàn ông hay bản lãnh người con á, nó mới mạnh. Không, giả sử á, sau này á, anh lấy vợ, anh có con gái đi, anh mà gả cho thằng nhóc nào đó là thằng đó, ví dụ nhà nghèo cũng được nữa, nhưng mà quan trọng phải có bản lãnh, nó anh mới gả. Còn không, anh không có gả cho mấy công tử làm gì cả, gả công tử nhà giàu đã đời rồi, mốt rồi nó không ăn không rồi rồi, nó cũng sinh tật à. Sinh tật cũng phá thành phá gia chí tử rồi, nhà nó phá sản rồi, con anh chết à. Đó, nên tính rất là rõ ràng, rất cẩn thận. Tuyên rẻ. Chính xác chứ gì nữa. Giờ dù như qua, tao nói là anh hùng không ngại xuất thân bạn sau đó không quan trọng. Miễn là bạn có chí và bạn chịu khó và bạn làm, bạn vung tròn cuộc sống của bạn để cho cha mẹ bạn đỡ gánh. Đó.
hàng tín ngày xưa mà còn bị là chửi cho nghèo này nọ, còn phải là gì chịu nhục mà chung chung qua hán của mấy thằng mà con đồ ngoài chợ kia, sau này trở thành một gì đó, một cánh tay rất là đắc lực của Lưu Quang, hán cô tổ, nó thành lập nhà hán đó, thì người ta nói là anh hùng không ngại xuất thân đó. Bạn giờ bạn học đại học cũng được, học cao đẳng cũng được, mà bạn đi làm là bạn không lỗ, còn bạn ăn không bạn xin tiền cha mẹ, bạn chở thêm con gấu còn sao nữa đó, đó mới lỗ đó. Anh nói bạn phải là dạy dỗ gì bạn cả, nhưng mà ít ra bạn mình là đàn ông mà nhà mình khó khăn nữa thì mình phải có bản lãnh đó. Sau này tiểu thư nhà giàu nào mà người ta biết suy nghĩ xíu, người ta chọn bạn liền. Thấy thơm không? Sao nói nghe ngon quá vậy? Sao ngon, trời ơi. Ủa, tháng kiếm 6 triệu thôi chứ đâu phải tháng kiếm 60 triệu làm được em. Đúng không? Ngày xưa đó, ngày xưa anh đi dạy kèm thôi đó, mà anh vừa làm vừa chơi nha. Anh đi dạy chơi thôi, bạn còn tập tạ đi học bình thường đó, là một tháng lúc đó là kiếm được 1 triệu 8 rồi đó. Nhiều một, quá ha. 1 triệu 1 triệu 8 của 10 năm về trước. Vâng. Của 12 năm, 13 năm về trước nó khác so với 1 triệu 8 bây giờ. 1 triệu 8 hồi đó chắc bằng 5 triệu giờ. Chúng ta vào câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 11867. Xin ban biên tập đừng xóa câu hỏi của em. Chào anh chị và mọi người, em là có một câu hỏi ngoài lề, chỉ có thể chia sẻ chị, anh chị có thể chia sẻ giúp. Năm nay em 19 tuổi, gia đình em trước giờ cũng là đơn vị phân phối quần áo trẻ em ở chợ Tân Bình. Nhưng thời gian gần đây việc làm ăn đang dần tuột dốc. Em cảm thấy là đến lúc em đỡ đần với bố mẹ rồi, vì em không muốn làm shipper ăn hại. Nên em quyết định mượn sức mạnh internet áp dụng vào việc kinh doanh của gia đình em. Anh chị là người đi trước cũng có kinh nghiệm nên em mạn phép xin anh chị chia sẻ cho những bước cơ bản đầu tiên để tiếp cận với thương mại điện tử, để em có định hướng rõ ràng. Căng mà. Căng ạ. À, theo nhân biết là như chợ Tân Bình dạ nó cũng dạo gần đây nó cũng lùm xùm cái vụ gì mà gọi là hình như là nâng cấp hay là mở cái chợ mới hay là như thế nào đó, mà những cái căn hộ tiểu thương cũng gặp rất là khó khăn trong vấn đề kinh doanh, thì anh không biết là gia đình bạn có rơi vào hoàn cảnh này hay không. À, bây giờ cái bạn hỏi là mượn sức mạnh của thông tin để kinh doanh rất đúng, thời buổi này thời buổi công nghệ kỹ thuật số đó, nhưng mà cái việc gì cũng vậy á, mình làm được người ta sẽ làm được, nó sẽ có những cái khó khăn nhất định chứ. Nó quan trọng là cái gốc của mình là như thế nào, hàng của bạn lấy ở đâu đó, hàng của bạn lấy ở đâu. Nếu mà hàng của bạn thuộc dạng hàng độc á, chỉ có mình bạn có thì nó rất dễ làm. Còn nếu mà hàng của bạn thì bạn lấy ở chỗ mà có đống thằng nó lấy nữa, thì cạnh tranh nhau chặt chém nhau thì trên thương trường internet rất đẫm máu như ngoài chiến trường thôi bạn. Thì bây giờ ngắn gọn xúc tích bạn làm này được, đầu tiên á là bạn bán bằng mở trên Facebook á, bạn mở trên Facebook bằng bán, bằng mở website bằng bán. Bạn có uy tín bằng đàng hoàng thì bạn bán, tức là bán cho bạn cho bè, bán vòng vòng những người thân quen với mình, từ từ mình phát triển rộng ra, thì đơn giản là vậy thôi. Câu hỏi 11868. Xin chào anh chị, em có một câu hỏi mong anh tư vấn giúp. Theo anh nghĩ tập gym ở phòng tập và tập bodyweight như hít đất và xả đơn ở nhà thì cái nào tốt hơn? Bạn hỏi chất quốc, đương nhiên là phòng gym tốt hơn nhiều chứ bạn. Không, người ta mở ra làm chi mà người ta đi tập chi, ở nhà tập hết cho rồi cho đẹp. Câu hỏi 11869. Em chào thầy Hình Online, em muốn đặt một câu hỏi cho anh Duy, đó là có phải khi dùng phát burner thì chân mới có thể nét hiện múi cơ lên không ạ? À? Cũng hẳn. Tại em thấy ăn dưới TDE thì cùng lắm chỉ giảm được mỡ bụng với một vài phần khác, chứ mỡ ở đùi sờ vào vẫn cứng mà dày. Không hẳn là chỉ có dùng phát burner thì nó mới ra được như vậy. Nhưng mà anh xin trả lời khẳng định với em rằng dùng phát burner thì mình sẽ đỡ đần hơn trong cuộc sống, trong dinh dưỡng, trong những thứ khác rất là nhiều. Và kết quả của chúng ta nó tương đối nó nhanh. Và bên cạnh cái việc giảm mỡ, phát burner nó còn gia tăng cái độ tập trung chúng ta làm việc nó hiệu quả hơn. Đó, bình thường cuộc sống chúng ta chưa có phát burner thì hay la cà quán xá, uống cà phê để cho sáng sớm cho tỉnh táo. Không, sáng thường thường ra quán cà phê uống ly cà phê đen, từ từ uống nhiều quá rồi mới mở ra cà phê trá hình, đó, nó gây tệ nạn. Giờ uống phát burner thì nó cũng sinh ra tệ nạn, đó là cardio không em. À. Câu hỏi 11870. À, xin chào anh chị, đây là thông số của em để anh chị dễ hình dung. Sinh năm 2000, cao 1m7, nặng 71kg, cơ 35, mỡ 13%, xương nhỏ và thuộc tạng người ectal. Vào các ngày tập thì sáng lúc 7 giờ em ăn đĩa cơm, 2 miếng sườn và 1 miếng chả cộng 3 trái chuối. 8 giờ 45 em ăn 2 viên Amino 6000 và 1 bịch Vinamilk không đường. Ăn 3 viên cho đủ liền. Nay em định không ăn chuối nữa mà chỉ ăn cơm, Amino và sữa để đi tập thôi. Vậy theo anh chị nghĩ như vậy có hợp lý không? Em tập rất nặng nên sợ nếu không ăn chuối nữa thì sẽ không đủ năng lượng. Nên em muốn nhờ anh chị tư vấn giúp vì em cũng đang bối rối.
Thực phẩm bổ sung của em chỉ dùng Amino 6000 và CLA thôi, và tất cả đều mua trên chỗ của anh Duy. Cảm ơn chị Hương đã đọc hết câu hỏi. Nói chung thì giờ ha, anh chia sẻ cho bạn một câu hỏi ở nhiều độ như này. Thứ nhất á, là bạn tập rất nặng để làm gì? Bạn nói dùng từ rất nặng là anh hiểu là rất nặng nha. Thứ nhất là thực phẩm bổ sung của bạn nó không được mạnh nha. Xương khớp đâu không thấy vitamin thiếu từ lưa. Đó, bạn tập rất mạnh để làm gì? Canxi không biết có đủ hay không nữa. Đó, nó sẽ gặp trở ngại trong vấn đề phục hồi. Thứ hai nữa đó là bây giờ bạn tập rất mạnh đúng không? Anh không hiểu là bạn tập rất mạnh thì bạn có thể là nhẹ nhàng và tình cảm được không? Hay là bạn cứ gầm gầm rú rú lên. Đó, này nọ rồi khi bạn tập rất mạnh là chủ phòng hơi bị ứa đó nha bạn. Anh thành thật chia sẻ với bạn luôn, tại vì anh cũng từng là chủ của hai phòng và đang là chủ của hai phòng. Đó, bạn tập rất mạnh thường thường mà phá đồ cũng hơi ghê. Phá đồ hơi ghê là thứ nhất là chủ phòng nó sẽ không có thiện cảm với bạn lắm. Đó, mà một khi mà không có thiện cảm với bạn lắm thì bạn sẽ gặp trắc trở trong con đường tập gym. Nếu mà ở cái phòng đó, hoặc là mà đi phòng nào cũng vậy thôi. Trừ khi bạn tập phòng bạn thì không sao cả, tiền bạn sót, chả sao. Còn bạn tập phòng người ta, tiền người ta sót chứ bạn. Nên anh mới hỏi lại bạn là tập rất nặng là tập như thế nào. Nếu bạn tập rất nặng mà bạn tập đàng hoàng thì cũng không sao cả. Nó từ khi bạn tập rất nặng mà bạn hơi thiếu kiểm soát ở những pha quyết định thôi. Và thứ nhất là nãy đang nói hai cái. Một là cái hại cho bạn đúng không, là tức là xương khớp của bạn. Bạn còn trẻ thì bạn chưa thấy vấn đề. Bạn còn trẻ thì nó sự phục hồi rất tốt, bệnh tật nó lấn lướt rất là nhanh. Bởi vì con gái xuân thì mà 19-20 đó là hay tự tin lắm. Hay tự tin lắm. Rồi qua tới 30 tự nhiên sụi lơ không thấy tự tin đâu trơn hết chứ. Lúc đó là mỹ phẩm đi kiếm rồi. Vết chân chiêu nó mọc từ lưa hết rồi. Là phải đắp mỹ phẩm vô mới chịu được. Thể hình của chúng ta cũng vậy thôi. Những vấn đề tuổi trẻ nó không bao giờ phát sinh cả. Nhưng mà khi mà qua lứa tuổi U ba mấy trở đi, hoặc là thậm rõ ràng hơn là 4 mấy trở đi, một đống vấn đề. Mà lúc đó biết là nó muộn rồi nha bạn. Bạn tập nặng để làm cái gì? Nếu bạn xác định tập nặng để tu thi cử tạ, ok thì bạn cứ tập. Đó, bạn cứ tập, tại vì bạn có mục tiêu là bạn thi cử tạ. Đó, còn bây giờ bạn tập nặng, bạn phải xác định được bạn để làm cái gì cái đã. Đó, rồi bây giờ nếu mà tập nặng thì trái chuối nó quan trọng. Tại trái chuối nó sinh ra calo cao. Nó sinh ra calo cao thì nó tổng hợp ATP cái lúc mà bạn đẩy nặng thì nó sẽ tốt. Còn bây giờ bỏ trái chuối thì nó mất đi miếng calo thôi. Còn tập có được hay không thì làm sao trả lời được, bạn phải thử đi. Bạn phải thử bằng bỏ trái chuối rồi vô bằng tập coi có được hay không thì cái đó là chính là câu trả lời. Bạn đâu còn phải hỏi anh là như vậy. Trong khi bạn hoàn toàn có thể thí nghiệm mà. Hoàn toàn có thể là áp dụng thử mà. Một ngày thôi đâu có sao đâu. Câu hỏi 11871 chào anh chị. Trước tiên xin chúc anh chị và BBT một năm mới thành công và tràn đầy sức sống. Câu hỏi đầu tiên của em hôm nay chỉ là anh chị có thể tư vấn cho mẹ em dùng loại thực phẩm bổ sung nào. Mẹ em năm nay 62 tuổi, mẹ cũng mang trong người một số bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, bệnh phổi. Mẹ em vẫn khỏe mạnh và mẹ vẫn còn làm việc nhiều. Em đang sinh sống tại Mỹ và không thể chăm sóc cho mẹ được. Mẹ ăn uống thì rất cực đoan, em có khuyên nhiều nhưng không bao giờ nghe. Nhưng nay bác sĩ nói mẹ thiếu đạm, em đi xem thuốc ở đây này nọ. Em có gọi điện bằng FaceTime cho mẹ thì mẹ khoe là bạn tặng cho mẹ hũ thực phẩm bổ sung. Em nhìn qua thì thấy là hũ protein từ đậu nành. Mẹ em thì lại hay ăn chay trường nên đạm đến từ động vật rất ít, thưa anh chị. Qua đây anh chị có thể giới thiệu dòng thực phẩm bổ sung nào tốt cho người lớn tuổi để có thể xài, và đặc biệt là mẹ em có một số bệnh nêu trên. Nói tóm lại, mẹ của bạn là 62 tuổi rồi á, thì dùng protein đậu nành cũng được thôi, chả có vấn đề gì cả. Nhưng mà một mình protein thì nó không đủ đó, nên dùng những cái sản phẩm nó thiên về sức khỏe và giống như là rồi nó bổ sung tổng hợp những cái vấn đề về sức khỏe, giống như dạng lean body vậy đó. Nó giống như dạng lean body thôi đó, thì những cái dòng sản phẩm như vậy nó sẽ phù hợp với cái lứa tuổi của mẹ bạn hơn. Mấy cái loại như dầu cá omega 3 gì trong lean body nó có rồi. Còn nếu mà trong trường hợp bạn không xài lean body thì mẹ bạn cần phải xài thêm mấy cái loại dầu cá để cho nó gọi là nó hạ đi cái cholesterol và nó bổ sung sức khỏe, vitamin, khoáng chất. Tất nhiên protein đậu nành đối với người tập thể hình bình thường khỏe mạnh thì nó không đủ đồ men, nhưng mà đối với mẹ bạn thì dư men. Câu hỏi 11872, chào hai anh chị, anh Duy cho em hỏi là ở trường đại học mình muốn làm gì thì làm hả anh? Muốn ngủ ở trong lớp cũng được hả anh? Sao lại thoáng lít như vậy? Có thể nói một ít về học ở trường đại học được không ạ? Bạn cứ đùa, bạn ngủ đi cô giáo, cấm thi bạn luôn đó chứ là bạn ngủ. Không có chỗ nào muốn làm gì cũng được đâu, ngoại trừ cái nhà của bạn. Đúng không? Nhà của bạn muốn làm gì cũng được. Nhưng mà cũng tùy vậy nha, bạn đốt nhà của bạn là cũng không được đâu nha bạn.
đó, bạn đốt nhà của bạn đó, là cảnh sát bắt bạn luôn, tại bạn đốt nhà của bạn cháy luôn cái nhà người ta. Hoặc là bạn ở chung cư đi, bạn lấy búa mà đập rầm 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 vô cái tường nhà của bạn cũng không được luôn đó. Nhà của mình là mình toàn quyền rồi đó nha, nhưng mà đôi khi có những cái mà con không làm được nữa, huống hồ trong trường đại học bạn, nhất là trong môi trường giáo dục thì bạn phải nghiêm túc, không cần phải nghiêm trang như chùa chiền nhưng phải nghiêm túc đó. Bạn đi bạn trong lớp học bạn cà đỡ mà phát biểu với cô giáo hơi ứa gan rồi đó. Nên mặc dù trường đại học là lớn rồi nhưng ai cũng ý thức hết, ai cũng phải tự ý thức được, còn những bạn nào mà chưa tự ý thức được thì cô giáo nhắc nhở thôi. Nó cũng giống như trường cấp 3 thôi, nhưng mà nó cái lúc đó là cái mô hình lớp học nó tùy từng trường mà nó không có một cái sự chặt chẽ giống như là lớp học của cấp 3. Ví dụ như giáo viên chủ nhiệm bạn thì có thể mấy tháng gặp lần, ví dụ vậy, có thể giáo viên chủ nhiệm không dạy bạn luôn đó, mặc dù chủ nhiệm chơi gió vui thôi, chứ còn tự học tự bơi là chính. Hoặc là những cái bạn khác lớp học chung với nhau tù lưa hết. Nó cái mô hình lớp học ở trong trường đại học đó, thì nó rộng hơn so với lớp học cấp 3. Cấp 3 là ngồi chung lớp học hoài vậy đó, còn giờ học theo tín chỉ mà chạy chui lớp này học lớp nọ, nhiều khi địa nhỏ kia có đăng ký lớp nào mình đăng ký theo nó tại nó đẹp quá đó, có nhiều những kỷ niệm khác nhau nơi chốn giảng đường đó, không phải là muốn làm gì được là làm thôi nha bạn. Trong trường đại học cũng nghiêm túc lắm á. Câu hỏi của bạn cũng đã khép lại cho một hồi đáp số 531. Ngoài Hà Nội thì hình như dạo này đang lạnh, nhưng mà sao bất công quá, trong Sài Gòn nóng quá. Anh quay hỏi đáp mà anh đổ vã cả mồ hôi bạn ơi. Đó thì thôi, chương mục hỏi đáp đến đây xin được kết thúc. Chị Nguyễn Hoa Thương xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương mục hỏi đáp thành số tiếp theo. Chúc bạn có một đêm ngon giấc và bình an. Ngày vị ngọt ngào ôi phát bơ nở, ly cà phê buổi sáng bài swas em nhớ chăng, tập đi em chưa lo cả đi. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn, và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.